Bài hết luôn. Ui giỏi thế. Ừ. Anh chấm anh được bao nhiêu điểm? Được bao nhiêu điểm á? Anh phải xem sang bên cạnh anh được bao nhiêu điểm đã. Thế là như nào? Anh phải chép bài. Có thấy anh đỉnh không? Anh chép bài nha. Em về bắt nhẹ cho xem. Vậy là. Bà ở đâu ạ? À? Bà cũng không biết nữa. Địa chỉ nhà bà ở đây. Ơ, địa chỉ này cũng gần đấy mà. Hay để cháu đưa bà về nhá. Vậy thì tốt quá. Nhưng có phiền đến cháu không? Dạ, không sao đâu bà ạ. Chứ để bà ngồi với chú này nguy hiểm lắm. Anh làm cái gì đấy? Mù thật à? Anh bị làm sao đấy? Bà mù thật mà. Đừng nghĩ tao bảo. Bây giờ lừa đảo nhiều lắm, không tin đâu. Mày không thấy mấy vụ chi tiền sự đi à? Nhưng mặt này tao nghi lắm. À, sao hiểu nói bà như thế? Mày cứ để anh. Ê bà già, bà đừng có giả vờ đi nữa đi. Thế đâu bọn bà đâu? Này. Bà cũng rất giỏi đấy, nhưng không lừa được tôi đâu. Anh nói cái gì đấy? Mày đi tin bà ấy, bà lừa đảo đấy. Anh đừng có mở qua đá, anh không giúp gì thôi, đừng nói bà như thế. Thế bây giờ mày có về không? Em không về, anh đi anh về đi. Được, tao về. Cháu cậu ơi, con đến rồi bà. Bà ơi, đến nơi rồi bà.
mà nhà bà có ai không để cháu đưa bà vào nhá. Bà ơi, đến nơi rồi này, nhà bà rộng thế đấy. Mù sao? Mày còn ngây thơ lắm. Vì thằng anh của mày mà làm cho tao mất bao nhiêu là thời gian. Thì ra bà là người xấu. Bà mau thả tôi về với anh tôi. Mày mơ à? Tao tốn bao nhiêu công sức mới dẫn mày về được đến đây. Nói thả là thả được à? Mày nhốt nó lại. Không thả nó ra. Cầm mồm. Mà tiêu chạy đi. Anh ơi. Sao này đi đâu mà vẫn chưa thấy về nhỉ? Sao giờ này con mới về? Mà anh con đâu? Dạ, anh con làm sao? Mà con cứ ấp úng vậy. Nói mẹ nghe xem nào. Dạ. Con đây mẹ. Không, con lại đi đánh nhau phải không? Mẹ ơi. Vâng ạ. Mẹ đã dặn hai đứa như thế nào rồi? Đi đến nơi về đến chỗ. Thế mà con lại đang cả tụ tập đánh nhau, bị đánh sưng mắt như thế này à? Con nhìn lại con xem, đã học rốt, học lại cùng với em rồi mà không biết cố gắng phấn đấu, suốt ngày chơi em lầm. Con có thấy xấu hổ không? Mẹ thật quá xin lỗi với con. Thôi, để em lên nhà nhé. Ngồi đây nhá, đến đi lấy thuốc. Để em tắm cho. Anh có đau lắm không? Dạ anh dậy này, đau cái gì mà đau. Anh đau gì? Anh có mẹ đây. Mẹ đi. Mẹ. Mà sao anh biết em ở đấy để quay lại? Ừ thì... Không được. Không để cho mình được. Nó mà bị phạm, bị hất cả đời. Anh cho em xin lỗi nhé. Chỉ vì không nghe lời anh mà suýt nữa xảy ra chuyện lớn rồi. Lại còn khiến anh bị thương nữa. Đã thế, về là còn bị mẹ mắng oan. Anh không sao, nhưng lần sau em nhớ. Không được tin lời người đã nữa đâu đấy. Còn anh thì em có thể làm tất cả mọi thứ. Bởi vì em là em gái của anh đấy. Mày chạy à?